Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào chủ đề sâu sắc về lòng thương xót của Chúa, khám phá cách Chúa phản ứng trước tội lỗi và sự hối cải. Trong lý thuyết Công giáo, việc hiểu cách Chúa phản ứng với tội lỗi là điều cần thiết để hiểu rõ sâu sắc tình yêu và lòng nhân từ của Ngài. Hãy cùng khám phá chủ đề này, rút ra những nhận thức từ các góc độ khác nhau, thân thiện, khoa học, kinh thánh và triết học. Từ góc độ thân thiện, chúng ta gặp phải khái niệm về lòng thương xót của Chúa như một khía cạnh cơ bản của bản tính của Ngài. Dù thật rằng Chúa ghét tội lỗi, nhưng phản ứng của Ngài không được thúc đẩy bởi sự giận dữ hay trả thù, mà chính là bởi mong muốn sâu sắc về sự hòa giải và khôi phục. Giống như một người cha mẹ yêu thương sửa sai của đứa con lạc lối ra khỏi sự quan tâm cho sự an lành của chúng, Chúa cũng sửa chữa chúng ta ra khỏi tình yêu vô cùng của Ngài. Một cách khoa học, chúng ta có thể gặp khó khăn trong việc hòa giải khái niệm về lòng thương xót của Chúa với ý niệm về công bằng thiên liêng. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây trong tâm lý học và thần kinh người cho thấy rằng lòng thương xót là một khía cạnh cơ bản của bản tính của con người, được kết nối với não bộ của chúng ta qua quá trình tiến hóa. Nếu con người có khả năng này, thì Chúa, nguồn gốc của mọi điều tốt lành và tình yêu, càng nhiều hơn. Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy nhiều ví dụ về lòng thương xót của Chúa đối với những kẻ tội lỗi. Trong câu chuyện về đứa con trai lạc lối, chúng ta thấy tình yêu và sự tha thứ không điều kiện của cha dành cho con trai đi lạc, tượng trưng cho lòng nhân từ của Chúa đối với những kẻ hối cải. Luca 15:11-32. Tương tự, sứ mạng của Giê-xu được đặc trưng bởi lòng thương xót đối với những người bị lạc lõng và tội lỗi, chứng tỏ sự đeo đuổi không ngừng nghỉ của Chúa đối với sự hòa giải. Triết học, chúng ta suy ngẫm về sự căng thẳng giữa công bằng và lòng nhân từ của Chúa. Trong khi công bằng của Chúa đòi hỏi sự trừng phạt cho tội lỗi, lòng nhân từ của Ngài mở ra khả năng tha thứ và cứu rỗi. Sự căng thẳng này được giải quyết trong nhân cách của Giê-xu Ki-tô, người đã chịu sự trừng phạt cho tội lỗi của chúng ta trên cây thập tự, làm thỏa mãn những yêu cầu của công bằng trong khi mở ra cơ hội lòng nhân từ cho tất cả những ai hối cải. Khi chúng ta suy ngẫm về cách Chúa phản ứng với tội lỗi và sự hối cải, hãy cầu nguyện. Cha trời thân yêu, chúng con đứng kinh ngạc trước lòng thương xót và lòng nhân từ vô bờ bến của Cha đối với chúng con, dù chúng con tội lỗi và không xứng đáng. Thánh Thần, hãy mềm lòng và làm cho chúng con cảm thấy tội lỗi và cần thiết phải hối cải và được tha thứ. Thánh Jude, bảo trợ của giáo hội toàn cầu, xin cầu bầu cho chúng con khi chúng con tìm kiếm sự hòa giải với Chúa và lẫn nhau. Đức Mẹ Maria, nơi ẩn náu của những kẻ tội lỗi, xin cầu nguyện cho chúng con,
để chúng con rời bỏ tội lỗi và chấp nhận lòng nhân từ của con người, Đức Kitô. Chúa Giêsu, con Thiên Chúa đã hiện hóa của lòng thương xót và tình yêu, đã hiến mình làm điều cứu rỗi cho tội lỗi của chúng con. Ban ơn cho chúng con có lòng hối cải chân thành và để chúng con nhận lấy lòng nhân từ của người với trái tim khiêm nhường và thống hối. Xin lòng thương xót của người biến đổi chúng con từ những kẻ tội lỗi thành những thánh nhân, và xin cho chúng con lần lượt lan tỏa lòng thương xót đó cho mọi người. Trong danh Cha, chúng con cầu xin. Amen.